Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại mở hộp một đầu đĩa than đề nông. Mã là DB60L. Ở đây nha các bạn. DB60L. Mẫu này là chạy là khi hết đĩa thì máy sẽ tự động tắt máy nâng cần. Thì cái hộp này mình có mở sơ để kiểm tra hàng thôi nha, nên giờ mình mở chi tiết cho bạn lấy ra cho bạn coi luôn. Để lúc về tới nhà vận chuyển á, mình có mở ra để xem đúng hàng không. Đây. Đây mình lấy ra hộp. Các bạn coi, máy rất đẹp. Ở đây nha, mở bàn coi nha, máy rất đẹp. Nó mình chiếu cận cảnh nha. Ở thân máy thì rất đẹp. Cái góc cạnh đều đẹp, vuông góc hết. Đó. Bên này cũng vậy. Rất đẹp. Phía sau thân máy cũng rất đẹp. Nó đề nông DB60L, có số seri là 140007, điện 100V, 14W5, sản xuất tại Nhật Bản. Bên đây cũng đẹp nha. Thân máy thì đẹp xuất sắc rồi đó. Đây là nắp mica zin theo máy nha. Sáng đẹp long lanh luôn nha, không có chảy xước luôn nha. Bàn xoay cũng sáng đẹp. Cần cũng rất đẹp nha, không ám ố nha. Đây có cái tem dán ngay phía sau là hình loa kèn. Để coi. Phía sau có một cái dấu rạn nhỏ nha các bạn. Rạn chứ không phải nứt
bể gì nha, rạn nhỏ nha, rạn như bong bong lên á. Rồi chủ nó, chủ cũ bên Nhật Bản họ mới dán cái tem này. Tem này nhìn rất là đẹp nha. Thì thấy nó có xử lý keo ngay góc này rồi. Nãy mình nhìn thì cái nó chỉ rạn thôi. Thì họ dán cái tem giống như tem thư vậy đó. Và hình la kèn rất là đẹp nha. Nói chung không ảnh hưởng gì chất lượng gì mỹ quan gì của máy hết nha. Rồi giờ để mình cắm dây test máy thử. Rồi mình đã lắp lên bàn rồi. Đèn ông DB60L. Hình trạng nắp rất đẹp. Sáng đẹp. Không có chày luôn. Nó chỉ có duy nhất là có một cái vết rạn nhẹ xíu xíu á. Ở phía sau thì chủ cũ nó dán cái tem này lên rất là đẹp nha. Hình la kèn nha. Kiểu dán tem thư cổ điển á. Còn thân máy là đẹp xuất sắc nha bạn. Đó, thân máy là không hề có một cái dấu chày xước luôn. Đó, thân máy gỗ bóng piano rất là đẹp. Rồi xuất sắc luôn á. Do ngoài trời chuyển mưa thì vô trong nhà có mở đèn lên rồi, nhưng mà nhiều lúc thì ánh sáng đèn nó không bằng, nhưng mà máy rất là đẹp nha. Mình có quay cận cảnh nha. Rồi mình test máy các bạn luôn. Máy này là khi mà chạy hết đĩa thì máy sẽ tự động nâng cần lên và tắt máy. Rất là hay nha. Đi theo mình đợt này là máng zin nè, đèn ông nè. Kim này kim hình như là kim của kim nội địa Nhật á, như của hãng Hitachi á. Cũng cần cũng rất đẹp nha, không có bị chày, không có bị chốc sơn, không có ám ố gì. Này cũng rất là dễ sử dụng, ở đây power nè. Bấm thì nó sẽ sáng đèn. Đây stop 3 vòng 4-5 vòng bóng là, bấm là chạy luôn. Sẽ tự hạ tay cần, còn này nâng hạ tay cần bằng tay. Đó. Đây mình mở khóa tay cần. Đưa vô. Ở đây mình bấm đĩa lớn 3 vòng, mình bấm 3 vòng là chạy luôn. máy sẽ nó sẽ tự hạ tay cần nè. Còn nếu như mà bây giờ á, trong lúc nghe mình muốn di chuyển tay cần thì mình bấm nâng lên. Con này rất hay nha, khi mà cúp điện nó cũng tự nâng tay cần lên nha các bạn. Mình mà đang nghe bị cúp điện ngang nó cũng nâng tay cần lên để bảo vệ kim nha. Mẫu này nó rất là hay nha. Mẫu này mẫu cái hàng cao cấp của hãng Đèn Ông đó. Rồi mình bấm hạ. Máy tự hạ cũng rất là nhẹ nhàng. Sao cho anh đi vào thơ ấu xa xưa.
Đó. Khi máy hết đĩa sẽ tự động nâng cần lên và tắt máy. Mình cầm tay cần trở về khóa lại thôi. Đây, máy rất đẹp nha. Hoạt động hoàn hảo nha bạn. 50k zin theo máy đẹp long lanh nha. Tức là ngoại trừ cái lỗi nhẹ bên đó bị rạn nhẹ thì toàn bộ mặt kính là không có bị chày xước gì luôn, đẹp long lanh luôn, như mới luôn. Thân máy cũng đẹp long lanh, không hề có một vết chày xước luôn. Đó, nhưng mà nó đã dán cái tem giống giống tem thư cổ điển rất là đẹp nha. Xử lý rồi, không ảnh hưởng gì hết nha. Cực kỳ đẹp nha, máy cực kỳ đẹp nha bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.